Xin chào các bác, hôm nay em giới thiệu cho các bác mẫu Zippo chủ đề về Việt Nam, rất là đẹp. Bên ngoài được sơn nhám đây. 2015. Bác có thể xem chi tiết sản phẩm bên trong này, rất là đẹp luôn. Đây là mẫu sản phẩm Zippo rất là được anh em Việt Nam rất là thích. Thứ nhất là có chữ Việt Nam. Đấy, chữ Việt Nam. Thứ hai là len nhám kiểu này cầm rất là ma sát và rất là thích. Đấy. Zippo chính hãng. Rất là đẹp. Đấy. Bác nào thích thì comment số điện thoại ngay bên dưới video nhé các bác nhé. Hoặc là vào website Deva.vn kia để đặt hàng. Cảm ơn các bác rất nhiều.